Nhìn mấy em major girl này, đúng là mỗi em có một cái chất riêng. Nhưng mà rap miết rồi, mình cũng phải có trải nghiệm mới chứ. Mấy em frame girl này thì dáng thon, cử động thì linh hoạt, chuyển đổi qua lại hai dạng in-arm và armored. Megami Divine thì cũng vậy. Được cái là cái body nó khác nhau. Ủa, em này là Buster Doll Gunner nè. Hình như là N-Shop mới nhập thêm dòng Megami Divine mới. Trời, chuyển được 4 dạng luôn hả? Điểm làm nên sự khác biệt của Megami Divine so với lại những cái mô hình khác như là Frame Arm Girls hay là Sosai Socho Teen chính là nằm ở Body Machinica, hay còn gọi là cơ thể nền tảng. Hiểu nôm na là các mô hình Megami Divine sẽ có những cái tại người khác nhau như là cao, thấp, gầy. Mà nghe đâu bên N-Shop mới về các em Buster Doll Gunner có nguyên một cái body block 2M đó. Trong series Buster Doll thì đều sử dụng chung cái cơ thể Machinica block 2M, mà cái cách lắp ráp rất là thú vị đó nha. Các bắp cổ tay sẽ được ráp cùng lúc 4 cái ngay trên runner luôn, mà khi ráp xong thì chỉ cần lấy kèm rồi cắt bắp ra là được, cực kỳ dễ. Còn lại thì body sẽ tập trung vào cái việc giảm thiểu quá trình lắp ráp cũng như là đảm bảo được cái tính thẩm mỹ cao nhất. Bạn sẽ dễ dàng nhận thấy một số vị trí như là đùi thì nó đã là một cái bắp hoàn chỉnh. Cái này thì để ra thành phẩm rồi coi sao ha. Sau khi lắp xong thì bạn sẽ có cho mình một em phú thảo tận 4 dạng là in-arm, costume, light armor và full armor. Nhưng mà cho dù ở cái dạng nào thì cô nàng vẫn sở hữu một cái chiều cao khiêm tốn cỡ 3m, bẻ đôi thôi. Ở dạng in-arm thì cô nàng chỉ mặc một bộ đồ đấu tập. Về trang phục này thì nó cũng không có quá nhiều điểm nổi bật, chủ yếu là để cho người chơi chiêm ngưỡng toàn bộ cơ thể Block 2M. Đối với Block 2M thì sẽ được thiết kế theo cái kiểu tạng người trái lê với phần hông to, rộng hơn ngực và vai. Ưu điểm của thiết kế này chính là một cái biên độ cử động cực kỳ tốt, bạn có thể dễ dàng đưa tay sát vô eo mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Tiếp theo là những cái cú gặp người ra trước và ra sau. Bạn sẽ có sự hỗ trợ của một cái khớp gặp ở ngực và ở eo nên có thể nói là gặp rất tốt. Tay cử động tự nhiên và có thể gặp cụ chỏ rất sát. Hai bắp vai là cái bắp ráp sẵn nên trong cái quá trình pose dáng bạn sẽ không lo là nó bị rớt ra. Tương tự với chân thì có thể đá ra trước, không có vấn đề gì. Đầu gối là một cái hệ gồm hai khớp gập và gập lại rất sát. Và như tụi mình đã đề cập ở trên thì đùi của em này là một cái bắp nó được ráp sẵn. Điều này sẽ mang lại rất nhiều lợi thế, vì nếu như mà mình ráp từ hai cái bắp rời thì sẽ cần phải xóa cái seam line để mà nhìn tự nhiên hơn. Cuối cùng là đầu có thể ngước lên, ngước xuống mà không lo bị vướng. Mái tóc của Gunner là kiểu cột hai chùm và có thể di chuyển được hai cái chẵm tóc hai bên để mà tạo dáng. Việc thay thế khuôn mặt cũng rất là đơn giản, bạn chỉ cần tháo cái tóc mái ra và thay một cái khuôn mặt mới vào là xong. Bên trong kit thì đã có sẵn ba cái bắp mặt in sẵn, bao gồm một cái mặt cười tự nhiên, một khuôn mặt ngại ngùng và một cái khuôn mặt tức giận. Rồi, đó là tất cả những gì về cái dạng in-arm. Nhìn chung thì cái outfit cũng chỉ ở cái mức cơ bản, chủ yếu là để show off cái tính linh hoạt trong cử động mà thôi. Tiếp theo là tụi mình có thể thay đổi qua cái trạng thái costume mode khá là đơn giản, giống như cái cách bận đồ cho búp bê hoặc là giống như mấy cái chị em show size đó, chỉ cần xỏ quần áo vô là xong. Sau khi hoàn thành thì bạn sẽ có được một mô hình Gunner với bộ đồng phục thủy thủ phá cách siêu đáng yêu. Áo được cách điệu theo kiểu tank top, gọn gàng, cổ có một cái khăn quàng đỏ, những cái đường line trên cổ áo thì chỉ cần kẻ lằn là đã có thể highlight lên được rồi. Váy thì được khoét ở phía trước để lộ ra cái cơ bụng tạo hình cực kỳ đẹp mắt. Chân có xỏ thêm đôi giày màu nâu da, tương tự với là cái set đồng phục nữ sinh thường thấy. Dạng custom thì cũng không có khác biệt gì nhiều so với in-arm lắm, chỉ đơn giản là đắp thêm tí trang phục vào nên là cái biên độ cử động thì không có bị ảnh hưởng. Và để chuyển sang cái dạng light armor thì trước hết tụi mình tháo cánh tay ra và xài cái cánh tay ở dạng armored. Tiếp theo là đắp
thêm một số giáp ở đùi với lại bắp chân, cuối cùng là thay thế đầu và bàn chân là xong. Ở dạng này thì Gunner được trang bị thêm một số cái vòng mọc clear ở các vị trí trên tay và chân để bạn có thể gắn thêm phụ kiện. Các trang bị khung giáp bổ sung thêm đều được đúc theo cái dạng nguyên khối và có độ chi tiết cực kỳ cao. Do đó, mặc dù chỉ có một cái màu duy nhất như là đen, trắng đi nữa thì nhìn vẫn vô cùng thích mắt, nổi bật cái tính chất cơ khí. Các khung giáp ở vị trí cổ tay và đầu gối đều có nhiều cái lỗ khớp 3mm giúp cho bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh, custom theo ý muốn của mình. Ngay cả khi ở cái dạng Light Armor, chân đã được thay thế bằng một cái bàn chân với giáp màu đen lớn hơn, bọc ốp bên ngoài bằng những cái khung trắng có cái kết cấu bề mặt phức tạp siêu hầm hố. Khẩu súng đi kèm cũng có thể tùy biến đa dạng khi mà có rất nhiều cái lỗ khớp 3mm được bọc bằng cái viền hình hexagon. Phần nòng phụ có thể trượt ra gắn vào cái nòng súng chính, hoạt động như là một cái ống giảm thanh. Và không thể không kể đến là bạn có một cái khung đầu riêng biệt, nhưng thay thế khuôn mặt thì lại cực kỳ dễ dàng. Khi mà sử dụng cái khung đầu này thì sẽ có thêm một cái khoảng nới rộng ra cho trang bị, giống như là một cái cặp tai thỏ siêu dễ thương ở trên. Và nếu như mà nhìn rõ hơn thì ngay bên dưới cái cặp tai sẽ có thêm hai cái lỗ khớp tròn để bạn có thể custom gắn thêm trang bị nếu thích. Không biết là có bạn nào recommend cho NoShop gắn thêm cái phụ kiện gì không ta? Nếu mà có thì comment bên dưới nha. Ở dạng cuối cùng thì sẽ bổ sung thêm một số trang bị giống như là khăn kèn cổ. Ở trên thì có cái biểu tượng của Megami Divine cùng hai cái chi tiết giống như là cái bộ phận tản nhiệt của Mecha. Nhưng mà nhìn một hồi thì thấy nó giống cái vệ tinh quá ta. Cái phụ kiện này khi mà chồng vô cổ thì sẽ che bớt một phần khuôn mặt của Gunner, khiến cho cô nàng như một cái bé thỏ ngại ngùng rất là đáng yêu. Ngoài ra, bạn cũng sẽ có thêm một cái khung giáp màu trắng với kích thước lớn hơn, hầm hố hơn cho hai bên cánh tay và trước ống chân với cực kỳ nhiều lỗ khớp. Đặc biệt là có thêm cái khớp gắn theo dạng trượt có thể thay đổi giữa các nút chặn, chụp khớp hoặc là cái lỗ khớp tròn 3mm mang tới nhiều tùy chọn hơn. Tổng thể mô hình thì nhìn rất là đậm chất Mecha, nhưng mà vẫn không hề làm mất đi cái nét nữ tính đáng yêu của Gunner, ngược lại còn tôn lên cái vẻ đẹp của hai bên một cách vô cùng hài hòa với nhau. Rồi, tóm cái váy lại thì với mô hình Megami Divine Buster Dawn Gunner, bạn sẽ sở hữu một lúc 4 dạng của em pháo thủ. Phối mặc định và custom sẽ cực kỳ phù hợp cho bạn nào thích cái style nhẹ nhàng girl crush đồ á. Còn khi lên giáp thì cực kỳ chiến luôn, mà chưa kể là có tới hai loại giáp nữa chứ, nên tụi mình nghĩ sắm một em Buster Dawn như vậy là quá hời rồi. Đúng là hàng hot độc lạ có khác. Mecha Girl cứ tưởng là đổ trang bị này trang bị kia, thay outfit ầm ầm luôn. Mà chưa kể là còn có nhiều chỗ để custom nữa. Ui, hay là sắm thêm cái phụ kiện Press Support này về để custom thử. Và các bạn thấy sao? Các bạn thấy em Buster Dawn này như thế nào? Nhớ comment bên dưới cho NoShop biết nha. Và đừng quên like, share và subscribe channel của NoShop để đừng bỏ lỡ những video tiếp theo nha. Và bây giờ thì tạm biệt.